Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban chỉ huy quân sự huyện Tĩnh Gia chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng chống dịch COVID. Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã Phú Sơn. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tĩnh Gia đã tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng từ nhân dân và cán bộ xã Khắc Sơn và 25 triệu đồng từ câu lạc bộ nữ doanh nghiệp huyện Tĩnh Gia ủng hộ để phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tĩnh Gia đã tiếp nhận số tiền trên của hai đơn vị để chuyển đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp để kịp thời mua sắm trang thiết bị y tế và hỗ trợ các đơn vị làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Được biết, tính đến ngày 16 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tĩnh Gia đã tiếp nhận được 891 triệu đồng cùng 44.630 khẩu trang, 2.500 bánh xà phòng, 1.995 chai nước sát khuẩn cùng nhiều vật dụng y tế khác của các tập thể cá nhân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, xác định lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng chống dịch, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp tích cực, quyết liệt phòng chống dịch. Ngay từ những ngày đầu, đơn vị thường xuyên quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh lan vào trong đơn vị, bảo đảm quân số khỏe để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, duy trì sức khỏe tốt nhất phục vụ nhân dân, thực hiện trực 100% quân số tại đơn vị, hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài đơn vị, trừ trường hợp thật sự cần thiết. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với việc tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã khẩn trương phối hợp với các ban ngành liên quan hoàn thiện 3 khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện, gồm khu cách ly cơ sở 1 tại trạm y tế thị trấn, trạm y tế xã Hải Hòa cũ, khu cách ly cơ sở 2 tại trạm y tế xã Hải Hà và khu cách ly cơ sở 3 tại trường mầm non Hải Ninh. Trong đó, khu cách ly tại trạm y tế thị trấn, trạm y tế xã Hải Hòa cũ đã tiếp nhận 26 công dân về cách ly. Các công dân được cán bộ chiến sĩ hướng dẫn phục vụ tận tình, chu đáo. Đến nay, đã có 24 trường hợp hoàn thành đủ thời gian cách ly, sức khỏe và tâm lý ổn định, được về nhà theo quy định. Hiện khu cách ly đang chăm sóc, cách ly 2 trường hợp. Đến thời điểm này, các khu cách ly còn lại được chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, sẵn sàng đón nhận công dân về cách ly. Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sau khi tập huấn về cái quy trình thực hiện cách ly của các cái khu cách ly, thì Ban Chỉ huy huyện đã chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện thành lập các cái khung cách ly. Và hiện tại trên địa bàn huyện Tĩnh Gia thì đã có 3 khung cách ly sẵn sàng tiếp nhận từ 200 đến 250 người như là tham gia cách ly cùng một lúc. Các cái điều kiện về ăn ở sinh hoạt bảo đảm đủ điều kiện để như là cho người cách ly tham gia sinh hoạt. Và đối với đơn vị thì sau khi thực hiện cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội thì đơn vị đã duy trì trực 100% quân số và thực hiện cái quy trình về khai báo y tế và cũng như là tiếp công dân đến làm việc với đơn vị đúng theo quy định. Có cái hệ thống biển bảng hướng dẫn về khử trùng sát khuẩn và đơn vị trong thời gian vừa qua để bảo đảm an toàn về mọi mặt, đặc biệt là lực lượng như là thường xuyên tham gia tiếp xúc xã hội, chuẩn bị các cái khu cách ly cho huyện, nhưng mà đơn vị cũng bảo đảm an toàn. Thời gian tới, xác định nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt sâu rộng các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về phòng chống dịch,
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho mỗi cán bộ chiến sĩ hiểu sâu, kỹ về dịch bệnh cũng như cách phòng tránh. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của cấp trên, tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để nhân dân yên tâm, tin tưởng, hoàn thành tốt việc cách ly, tăng cường các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại cơ quan đơn vị, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình cơ sở để tham mưu giải quyết kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đã và đang được xã Hải Nhân triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt, theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hải Nhân đã hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch, triển khai cho băng rôn tuyên truyền trực quan, cổ động ở những nơi công cộng, cấp phát tờ rơi, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn miễn phí cho người dân, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Ngoài ra, trạm y tế phối hợp với công an xã và các thôn theo dõi, nắm chắc tình hình đối với những người dân từ vùng dịch về địa phương. Bên cạnh đó, cán bộ công chức người lao động trong Ủy ban Nhân dân xã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khi vào làm việc và tiếp xúc với công dân. Đồng thời, xã cũng thường xuyên phổ biến các biện pháp phòng chống dịch và nội dung chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế, phát liên tục trên loa truyền thanh xã để mọi người nghe, hiểu rõ và cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Phòng chống dịch COVID-19 là trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với tinh thần chống dịch như chống giặc. Xã Hải Nhân đã và đang thực hiện nghiêm các chỉ thị, văn bản của các cấp trong công tác phòng chống dịch nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn xã, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay phòng chống dịch, góp phần cùng cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19. Trong cái thời gian tới, thì Ủy ban Nhân dân tiếp tục là chỉ đạo, đặc biệt là cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là giám sát những cái con em là đi lao động xuất khẩu ở ngoài nước về, và đặc biệt là con em ở trong nước ở vùng dịch, tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân để rồi tiếp tục cách ly. Nếu có vấn đề gì nghi vấn là chúng tôi là kiểm tra về y tế, mà có vấn đề gì nghi vấn là chúng tôi cách ly, một là cách ly tại nhà, hai là cái cách ly nếu mà người trong vùng dịch là chúng tôi đề nghị huyện là cách ly tập trung. Đảng ủy, Ủy ban dân là tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền đến nhân dân để rồi dùng bằng mọi biện pháp để rồi thực hiện tốt cái chủ trương của chính phủ cũng như của tỉnh, của huyện. Thưa quý vị và các bạn, Nghi Sơn là xã đảo duy nhất của huyện Tĩnh Gia. Tuy diện tích tự nhiên ít, nhưng mật độ dân số lại đông và dày, ngành nghề kinh tế chủ yếu của địa phương là kinh tế biển. Với xác định việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy chính quyền để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Nghi Sơn đã thành lập 6 tổ kiểm soát trên dọc tuyến đường chính, trong đó tại 5 thôn là 5 tổ và 1 tổ ngay tại trung tâm công sở. Với việc phân chia các thành viên trực chốt từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm, nên có thể nói tình hình giãn cách xã hội ở Nghi Sơn được thực hiện một cách quyết liệt, triệt để và hiệu quả. Chỉ 3 ngày ra quân, từ mùng 10 đến 13 tháng 4, Ban chỉ đạo xã đã phạt 8 trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra đường, nộp thu ngân sách địa phương 1,6 triệu đồng. Tất cả các phương tiện từ nơi khác đến đều dừng kiểm tra và được đo thân nhiệt cho người ngồi trên xe, đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ, tránh dịch bệnh. Có thể nói về Nghi Sơn trong thời điểm này, không còn thấy tình trạng người dân tụ tập tại các quán hàng vỉa hè. 100% người dân đi ra đường đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Các tờ rơi áp phích được dán khắp đường làng ngõ xóm. Nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang miễn phí có đầy đủ tại các tổ kiểm soát để phục vụ nhân dân. Để chống dịch Covid, tức là chúng tôi phải thực hiện theo các phương châm như thế là đeo khẩu trang, rồi rửa sạch tay đầy đủ trước khi ra đường, cũng đã thực hiện theo cái quy chế của Ủy ban Nhân dân xã Nghi Sơn đề ra. Và chúng tôi rất làm tốt theo cái phong trào hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân xã Nghi Sơn. Bên cạnh đó, Nghi Sơn còn là một xã có đạo Thiên Chúa giáo, nhưng với sự vận động tuyên truyền của cấp ủy chính quyền, nên bà con giáo dân không tập trung đông người tại nhà thờ mà đọc kinh qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Đồng thời, tổ chức cấp phát miễn phí khẩu trang y tế tại các bến thuyền cho ngư dân.
để thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng với mặt trận đoàn thể đã thành lập các cái tổ giám sát trong cộng đồng khu dân cư, lên loa tuyên truyền, các cái tổ tuyên truyền cho bà con nhân dân thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16, đó là cách ly toàn xã hội, không tụ tập đông người, không đi ra ngoài đường khi không cần thiết và thực hiện đeo khẩu trang khi đi ra đường. Thực hiện được việc đóng cửa tất cả các cái cửa hàng không phải bán nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân trên địa phương Nghi Sơn, chỉ để những cái cửa hàng cần thiết như là cung cấp gạo, thực phẩm và cái thức ăn cần thiết hàng ngày cho bà con. Và từ ngày 28 tháng 3 đến ngày hôm nay thì các cái tổ chốt dịch, kiểm dịch tại địa phương Nghi Sơn đã làm rất là cương quyết. Và tổ cùng với cái việc tuyên truyền vận động nhân dân thì trong 3 ngày vừa rồi thì thực hiện cái việc là nghiêm túc thử xử lý, xử phạt những người cố tình không thực hiện đeo khẩu trang ra đường. Và đã tổ chức cho cái việc họp chợ theo một giờ nhất định vào buổi sáng, chỉ là 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi cho bà con và không tụ tập đông người khi vào chợ. Còn chủ yếu là cho bà con bán các cái hàng là phục vụ cho cái việc là thức ăn hàng ngày có cho nhân dân, nhưng mà không tụ tập đông người vào chợ và việc vào chợ phải đeo khẩu trang cách nghiêm túc. Và có thể khẳng định đến hôm nay thì 100% người dân Nghi Sơn đi ra đường khi cần thiết đều đeo khẩu trang và tự cách ly toàn xã hội tại gia đình. Có thể nói Nghi Sơn là một trong những địa phương làm rất tốt việc cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện 5 nguyên tắc và 7 khuyến cáo của chỉ thị được người dân Nghi Sơn thống nhất chấp hành từ nhận thức đến hành động, với phương châm bảo vệ sức khỏe bản thân cũng là bảo vệ cộng đồng, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Trạm Y tế xã Định Hải đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã triển khai công tác phòng dịch trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã đã khám và tư vấn sức khỏe cho 435 người, trong đó khám bảo hiểm xã hội 237 người. Đồng thời, thực hiện việc quản lý theo dõi sức khỏe đối với 39 trường hợp công dân đi làm ăn từ các địa phương khác về địa bàn. Để đảm bảo việc phát hiện sớm bệnh dịch nếu có, hàng ngày các y bác sĩ của trạm đã nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt với 39 trường hợp người lao động từ các địa phương khác về. Đến nay, tất cả các trường hợp này đã qua theo dõi 14 ngày và tình hình sức khỏe bình thường. Trạm Y tế xã cũng đã viết 20 bài tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, gửi cho đài truyền thanh xã tuyên truyền. Bên cạnh đó, trong quá trình bệnh nhân đến khám bệnh, đến tiêm chủng tại trạm, các bác sĩ, y sĩ đều hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, cách sử dụng khẩu trang y tế. Trạm Y tế đã triển khai cho toàn thể nhân dân trên địa bàn với biện pháp là giãn cách thì mọi người đều phải đeo khẩu trang, rồi không tập trung đông người. Thì nếu có tập trung thì không có hai người, phải cách nhau tối thiểu là 2 mét. Và sẽ làm công tác vệ sinh rửa tay. Về công tác tuyên truyền thì trạm y tế và đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền trên loa đài và trên các kênh để cho nhân dân trên địa bàn xã nắm được công tác phòng chống dịch. Với những hoạt động tích cực trong công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh, Trạm Y tế xã Đình Hải đã góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm không để dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn. Để bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng, hai gia đình tại xã Ngọc Lĩnh đã thay đổi kế hoạch tổ chức đám cưới để cùng với cộng đồng phòng chống dịch COVID-19. Theo dự kiến ban đầu, ngày 12 tháng 4 năm 2020, tức là ngày 20 tháng 3 năm Canh Tý, gia đình ông Đậu Văn Luyện ở thôn 8 xã Ngọc Lĩnh tổ chức lễ cưới cho con trai Đậu Văn Năm và con dâu Huyền Trang ở thôn Phú Tây, xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia. Đăng ký kết hôn đã xong, gia đình đã in giấy mời, chuẩn bị loa đài, đặt phong rạp, dự định tổ chức quy mô đơn giản, chỉ mời họ hàng, anh em và bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, gia đình ông Luyện đã hoãn lễ cưới cho các con chờ khi dịch kết thúc. Theo cái chỉ thị của nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước thì gia đình nhà tôi là có một đứa con trai út để chuẩn bị đám cưới, nhưng vào ngày 12 tháng 4 dương lịch
ông bà với hai con bàn bạc nhau là hoãn cái đám cưới sau này hết dịch. Tương tự như gia đình ông Đậu Văn Luyện, gia đình ông Lê Vĩnh Nhung ở xã Ngọc Lĩnh cũng đã quyết định tạm hoãn ngày vui của các con để bảo đảm sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Ông Lê Vĩnh Nhung cho biết, nếu trong những ngày tới, chính phủ tiếp tục gia hạn thời gian cách ly xã hội, gia đình tôi vẫn nghiêm túc chấp hành. Đến khi hết dịch bệnh, gia đình mới tổ chức đám cưới cho con trở lại. Thậm chí đến cuối năm 2020, gia đình vẫn vui vẻ, không có gì bằng sức khỏe và tính mạng của mọi người. Ông Nguyễn Đình Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lĩnh cho biết, thực hiện chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện về thực hiện cách ly toàn xã hội trong thời gian 15 ngày, xã Ngọc Lĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt việc cách ly toàn xã hội. Đa số người dân trên địa bàn xã đồng tình ủng hộ, chấp hành nghiêm túc, đặc biệt là trong việc cưới, việc tang. Trong đó, hai hộ gia đình ở thôn 8 đã lùi thời gian tổ chức đám cưới cho con trai là việc làm rất cần được biểu dương, để các gia đình khác trên địa bàn xã thực hiện làm theo, từ đó góp phần cùng cả cộng đồng sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Về phía địa phương thì trong thời gian tới thì đặc biệt cũng đã làm công tác tuyên truyền tốt rồi, nhưng mà vẫn không dừng lại ở đây mà tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân không lơ là chủ quan trong cái việc phòng chống dịch bệnh. Nếu như dịch bệnh mà bùng phát trở lại là tình huống là rất là khó xử, cho nên là cái việc tuyên truyền thì đối với ban chỉ đạo của xã tiếp tục coi như là giao ban hội ý theo cái tinh thần chung. Cái thứ hai nữa là tiếp tục các cái tổ giám sát ở các thôn tiếp tục làm tốt công tác cái là vận động các cái con em ở các cái nơi vùng dịch về tiếp tục kê khai và khai báo y tế với coi như cơ quan chuyên môn, và tiếp tục tuyên truyền vận động các cái người dân thực hiện tốt các cái nội dung mà trong chỉ thị số 16 đã nêu và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo sức khỏe cũng vì cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường cao tốc Bắc Nam do Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư qua địa phận huyện Tĩnh Gia với tổng diện tích thu hồi là 129 hectare, ảnh hưởng tới 773 hộ gia đình. Tại xã Phú Sơn, dự án phải thu hồi 67,5 hectare, trong đó diện tích đất ở hơn 12 hectare, đất nông nghiệp là 48,8 hectare, còn lại là các loại đất khác. Số hộ bị ảnh hưởng do dự án là 238 hộ, có 84 hộ liên quan tới đất ở, phải bố trí tái định cư cho 14 hộ. Xác định đây là một dự án quan trọng trong năm, nên ngay từ những ngày đầu, chính quyền xã Phú Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân biết, hiểu, cũng như tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng liên quan tới dự án, qua đó đã hạn chế được các vi phạm. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư huyện thực hiện xong công việc xác định nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất. Hiện nay đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng về đất, vật kiến trúc, tài sản hoa màu cho 176 hộ bị ảnh hưởng, ban hành quyết định phương án phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 18,82 tỷ đồng, trong đó đã chi trả được số tiền là 6,17 tỷ đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã Phú Sơn, sự nỗ lực của các thành viên trong Ban Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư huyện cùng với sự đồng thuận trong nhân dân, thì xã sẽ hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư tiến hành thi công đúng tiến độ đã đề ra. Trong thời gian từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 4 năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra một vụ va chạm tai nạn giao thông, làm một người bị thương, hư hỏng một xe mô tô. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an huyện phát hiện và xử lý vi phạm 242 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó có 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp vi phạm chở hàng rơi vãi, 4 trường hợp chở quá tải trọng, tước giấy phép lái xe 5 trường hợp, tạm giữ phương tiện 3 trường hợp, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 128 triệu đồng. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Tĩnh Gia đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.